Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV và chúc các bạn có một ngày sức khỏe cho nên nó vui. Đây là dâu tây Nhật hoa đỏ các bạn nhé. Các bạn thấy đẹp không? Nói chung năm nay là một cái năm mà chủ yếu là chơi hoa thì các bạn, chơi chơi và ngắm ngắm hoa thôi. Cái những cái chậu dâu này thì mình cảm ơn bạn anh Tú Gia Lai năm đầu năm ngoái. Năm 2020 thì đã tặng kênh của Khánh Hân TV một số cái hoa Nhật hoa đỏ. Và sau đó thì đáp lại cái lòng biết ơn và cái sự quan tâm với những cái đam mê của những người yêu mến và thích trồng dâu tây thì kênh của Khánh Hân TV đã làm ra rất nhiều những cái hạt dâu tây và tặng các bạn nhá. Cái đợt vừa trước đó thì mình cũng rất là mong các bạn nào mà đã nhận được hạt dâu tây, các bạn xem được những cái video của Khánh Hân TV thì đó là một trong những cái mà tri ân những cái trái tim, những cái người đã yêu mến và đam mê yêu thích trồng dâu tây của kênh Khánh Hân TV, của kênh Khánh Hân TV các bạn nhá. Đấy, thì hôm nay mình cùng các bạn ngắm để lấy năng lượng các bạn nhá. Đấy. Có khi là nó không có quả đâu. Và sau chơi được mấy ngày thì ngắm được mấy ngày thì chúng ta sẽ bỏ nó đi thôi. Nói chung là cũng rất là nhanh thôi. Sớm nổ tối tàn, nhưng mà cứ mỗi ngày là một niềm vui thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc thôi các bạn ha. Khi mà chúng ta vui thì mọi thứ nó sẽ rất là thú vị, rất là tuyệt vời luôn. Mấy hôm nay thì trời mưa, các bạn thấy có những cái hạt những cái mưa mà nó đọng ở trên cái quả đó, thì nói chung các bạn thấy chỉ có ngắm rồi xong đó thì nó sẽ không có đậu được quả đâu. Và dâu thì các bạn nhớ là nếu như mà nước mà nó vào như vậy thì nó sẽ không có ra quả được các bạn nhé, không đậu được quả đâu, hoặc đậu thì rất là kém. Rồi thì hôm nay mình sẽ trả lời một vài những cái câu hỏi chia sẻ với các bạn nhé. Bạn nhịp sống miền Tây thì có bình luận là có người bảo dâu tây có thể sống được 5-6 năm mới chứ. Rồi ok. Cũng có thể các bạn, mình thì mình có đang trồng một cái cây dâu tây Nhật, xin lỗi các bạn, là dâu tây New Zealand. Cái gốc nó khá là dài, hôm sau mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình đang bón phân để mình hồi phục nó lại, có nghĩa là cái gốc cây nó bằng cái ngón gần bằng ngón tay cái các bạn, nhìn nó cong keo, nhìn những cái cây kiếng á, nhìn khá là thú vị luôn. Và cái đó thì nó đã gần được 2 năm rồi các bạn, thì để mình xem được mấy năm. Nhưng mà nếu mà để sống được nó lâu á thì các bạn biết không, các bạn phải trồng rất là theo dõi của nó và trồng bằng hữu cơ các bạn nhé. Chứ còn ví dụ chúng ta dùng các loại bón phân, bón lá hoặc là dùng quá nhiều hóa học thì cái khả năng tàn nó rất là nhanh. Nói chung là mình biết là tất cả các loại cây mà nếu mà trồng hữu cơ là nó rất là bền, tóm lại là như vậy các bạn nhé. Thì cũng thêm một cái thông tin rất là quý của bạn nhịp sống miền Tây, nói rằng là nó sống được lâu thì chúng ta cũng có thể là tham khảo ha. Và chúng ta cũng cố gắng là trồng, và sau này thì mình có những cái video mình theo dõi xem là có thì mình sẽ trải nghiệm và cùng các bạn. Tất nhiên là nó sống lâu thì cái độ già cỗi của nó lâu thì nó sẽ không có nhiều quả và không có năng suất, thì chúng ta kiểu như chơi như cây kiếng, kiểu như là mình có vài cái chậu dâu ngắm ngắm vậy thôi các bạn ha. Đó. Đấy, thì ví dụ như những cái dâu này này thì là nó là một năm tuổi đó các bạn, nó khá là to đúng không các bạn. Nhưng mà được cái là trồng bằng hữu cơ thì các bạn thấy là những cái chậu dâu của mình là những chồng mình chỉ trồng ít thôi, trồng một số chậu giống chơi nhưng trồng hữu cơ thì nó to, nó bền. Đó. Và cố gắng là các bạn làm sao là không có nấm bệnh thì nó mới là ok các bạn nhé. Đấy, thì cảm ơn bạn nhịp sống miền Tây đã cho biết thêm thông tin như vậy. Và bạn Phát Lê thì anh cho em hỏi là nên trồng dâu cấy mô hay là ngó là tốt. Ok, cái này thì một chủ đề cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng mà có lẽ là do là kênh của Khánh TV thì rất là nhiều video, có thể nó trôi qua đi thì các bạn chưa thể biết được, thì hôm nay mình lại nói lại. Thứ nhất thì mình nghĩ là dâu nào thì trồng cũng tốt các bạn. Nhưng tốt hay không thì là mỗi người sẽ biết được. Trước tiên thì mình nói là cái thế mạnh của dâu cấy mô và tại sao người ta lại làm cái dâu cấy mô, thì bạn tự nhận thấy tốt hay không tốt nhá. Cấy mô thì có nghĩa là khi mà người ta lấy những cái phần ở trong những cái cây dâu, mà tức là người ta phải chọn các bạn nhá.
người ta chọn những cái cây dâu khỏe vào cái chỗ, tất nhiên là nó đủ có những cái yếu tố tốt nhất để người ta đưa vào phòng mô để người ta nhân ra rất là nhiều. Cái việc nhân giống mô thì nó làm cho cái giống nó sạch bệnh này, và nó người ta sẽ tìm ra được những cái cây mà nó có cái yếu tố thuận lợi nhất, nó mang đến năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất. Và cây ở trong phòng mô đưa ra thì thường là rất là sạch bệnh, và khi mà trồng nó đủ lớn thì trồng nó phát triển khá là nhanh, bởi vì nó đang ở cái môi trường rất là sạch như vậy ạ. Thì cái bộ rễ, đặc biệt là cái bộ rễ họ tạo ra và về, thì khi mà trồng chúng ta chăm sóc đúng cách đúng kiểu thì nó phát triển là khá là nhanh các bạn nhá. Thì có nghĩa là một trong những cái mà cây cây mô đó là các bạn biết không, sạch bệnh và nó có nhiều những cái yếu tố nó mang đến năng suất và chất lượng, và trồng thì cũng khá là dễ thôi ha. Rồi sang đến phần là dâu mà ra ngó. Dâu ra ngó thì nếu như là cây của cấy mô mà các bạn mà lấy được cái ngó đầu tiên, tức là từ ví dụ như đây là cây, giả sử như là cây cấy mô chẳng hạn, thì cái ngó đầu tiên của nó khỏe mạnh và nó rất là tốt thì nó cũng chất lượng rất là cao, và đặc biệt là cây cây ngó thì nó cực kỳ nhanh, nó nhanh hơn rất là nhiều so với cấy mô. Và các bạn biết là cái cây cấy cái ngó đó thì nếu như chúng ta cắm từ cái này mà sang một cái chậu khác thì cái khả năng mà nó phát triển cực kỳ nhanh và nó cho ra quả cũng cực kỳ nhanh luôn. Thì các bạn là các bạn sẽ thấy được cái thế mạnh của nó chưa? Và bởi vì tại sao mình lại không nói là tốt hay không, mình trồng cái gì cũng được, nhưng mà mình biết được là cái nguồn gốc. Các bạn nên nhớ nhé, cái biết được của nguồn gốc và cái khả năng chăm sóc của cái từng loại dâu. Ví dụ như ngó mà ví dụ như cây này này là ngó mà người ta trồng người ta lại làm ngó tiếp, thì có nghĩa là cứ ngó 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 của ngó ngó của ngó, thì theo như mình biết thì càng về sau thì cái khả năng mà có nghĩa là nó giảm năng suất các bạn nha, nó giảm năng suất, tức là người có một số người chia sẻ như vậy. Chứ còn thật sự bởi vì mình trồng là mình trồng chơi trong chậu thì mình không thể đánh giá được cái việc năng suất hay không năng suất. À, mình không có đánh giá, bởi vì trồng quy mô lớn thì người ta mới đánh giá được. Nhưng mình nghĩ thì ngó hay là mô thì đều phụ thuộc, trồng dâu gì cũng cũng ok hết, nhưng mà đều phụ thuộc vào cái nguồn gốc của cái việc mà xuất xứ từ giống và cái cách họ làm giống thì đều tốt các bạn nhá. Đó, mình nên các bạn hãy chọn những nơi uy tín và cái chỗ người ta bán giống uy tín, thì những cái người mà biết trồng nữa thì rất là yên tâm. Vậy thì khi mà trồng tất cả những các loại dâu này thì các bạn nên lưu ý là có một một việc là mình hay nhắc các bạn là thế này này, cái việc chăm sóc á, mình nên nhớ mình trồng cây á, mình rất là hay để ý và mình mong và khuyên các bạn là cái việc bón phân á, là mình rất hạn chế các bạn nhé, tức là hầu như là mình không bao giờ bón qua lá. Và một số bạn thì có gửi và nhắn tin cho kênh của Khánh Nhân TV về cái việc mà cái cây dâu tây mà nó có thời gian đầu trồng nó rất là khó phát triển đó, là các bạn biết không, cái thời gian đầu mà khi còn làm giống á, là các bạn biết không, cái thường người ta làm giống á, người ta muốn bán giống á, là người ta chăm rất là kỹ bằng cái động tác là bón phân qua lá, các bạn nên nhớ điều đó nhé, bón phân qua lá và nó rất xanh tốt. Thế thì đến đến chúng ta là chúng ta phải biết được cái nguồn gốc, cái người người ta chăm sóc cái cây nó như thế nào, cái chế độ dinh dưỡng thế nào, thì chúng ta phải chăm sóc cũng phải gần gần như vậy, ở trong cái điều kiện nó được nó tốt thì nó phát triển với nhanh. Thế thì quay trở lại là cái việc mà ngó, thì ví dụ như là cái ngó, những cái người làm ngó thuần đó, thì họ ít sử dụng cái phần bón qua lá hơn, bởi vì cái ngó bản chất của nó là nó gốc từ mẹ này và được cắm xuống đất luôn, nó không phải là cái môi trường mô, cái môi trường mô là môi trường vô trùng quá là sạch. Thì nói chung là cái khả năng mà thuần tự nhiên thì nó dễ và nó nhanh hơn, thì nó nhanh có quả có trái hơn, và cái khả năng chết thì nó cũng ít hơn đó, ít hơn cái cây mô đó các bạn đấy. Thì đến nghe đến đây thì chắc các bạn là sẽ tự đánh giá được không, nhưng mà mình nghĩ là dâu thì trồng cây nào cũng tốt, nhưng mà tùy tùy ở cái chỗ là các bạn hãy tìm được cái chỗ bán này, bán giống á các bạn nhé. Cũng nên trao đổi với người ta để xem cái cách người ta làm giống thế nào, thì các bạn sẽ có cách lựa chọn nó tốt hơn. Nhưng còn mình nghĩ thì cấy mô cũng tốt và
làm ngó cũng tốt. Nhưng nếu bạn là người thuần, các bạn là người thuần trồng, chiếu là trồng 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 kiểu trồng chơi các bạn nhé, trồng không phải trồng quy mô, thì nếu như chỗ nào mà bán ngó uy tín á các bạn nhé, các bạn nên mua ngó trồng thì nó nhanh hơn, và nó nhanh phát triển hơn, và cái khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên thì nó tốt hơn. Bởi vì những cái cây ngó này người ta đang phòng mô đá, cái môi trường nó sạch thì chúng ta trồng, mà nếu chúng ta không cẩn thận là nó dễ bị chết hơn. Đấy thì đến đây thì mình xin phép là được dừng video ở đây. Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ comment rồi góp ý ở bên dưới video nhé. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại và nói chuyện cũng như tâm sự với các bạn, trả lời những cái câu hỏi các bạn hàng ngày vào những các cái buổi là mình thường đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu các bạn nhé. Tất nhiên thì đó là cái mong muốn của mình như vậy, nhưng mà có thời gian thì cái nó cũng hơi bận nên mình có đăng video hơi muộn thì các bạn cũng thông cảm. Đấy, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến phút cuối cùng nhé. Chúc các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye nhé.